Việt hóa thiên nga của Việt Nam, mỗi nhiều người Việt Nam làm cũng hay lắm ấy, em à. Việt Nam này. Đó, ai ai là không làm mấy cái kiểu cũng đập đập mà cũng 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 biến đổi á. Đây mấy cái clip của Việt Nam cũng hợp lý chết mồ đấy. Má Việt hóa thiên nga sao sao gọi là fail dữ anh em. 1 phút fail à. Có giống mẹ sợ. Đù. Ngầu nha. Ngầu, ngầu. Mày có khuôn dễ thương sẵn rồi. Ôi sang chảnh nha. Sang chảnh nha. Cười. Ô bà có bị suspension. Ngầu rồi. À, chị này mũi cầm cầm vuông này. Hư cấu phải liền. Mẹ sao khác dữ vậy? Phải cà nồi. Nói đúng là sự kỳ diệu của sự ảo diệu của make up anh em à. Phải cà nồi luôn đấy. Ảo diệu vãi lìn. Ảo diệu vãi lìn ạ. À. Ảo diệu thế. Bé, sao ảo diệu vậy? Không nhận ra luôn ấy. Phải cà nồi à. Kỳ diệu vãi, coi lại phát coi. Đồ heo. What đồ heo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Má ảo diệu vãi nồi. Má sao khác quá vậy? Kiểu như là bây giờ tôi coi xong là cái bị là kiểu giờ không biết trên mạng đâu là thật đâu là giả nữa anh em ơi. Trên Facebook bây giờ này, chỉ mình lướt 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 thấy nhiều người xinh thắng, thế đâu biết đâu là thật đâu là giả luôn mọi người ơi. Má nguy hiểm vãi nồi ạ. Ủa chết bà, để họ quên uống giờ đóng cứng ngắc cái bột sắn dưới luôn. Ủa chết bà nội ơi. Ủa chết bà nội ơi, nó đóng cứng ngắc. Nó ngồi khoắn á, nó phải nồi á, giờ ngồi khoắn á. Giờ tất cả mọi người đi xem like nha, chúc mọi người xem like vẻ nha. Nó giờ ngồi khoắn á. Yo. Over. Lại 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 lại. Gu có khuôn rồi, có khuôn đẹp sẵn rồi. Cho em hụm. Cho em hụm hả? Cho em ngụm hả? Ok. Má để anh bật gọi là gì ta? Gửi qua mail cho em nhá. Hay là em muốn anh gửi qua bay xin đây? Hay sao? Hay là em muốn anh gửi qua bay xin đây? Cho em một ngụm hả? Mà này có khuôn rồi, có khuôn đẹp rồi. Mà làm á, mà làm không? Không. Cũng được đi vậy. Không có mà làm á. Ui. Ôi nhìn quả mặt xinh quá ta. Dễ thương chứ mà xinh. Dễ thương. Mình đối với mình thì mình không thích cách trang điểm kiểu này nha mọi người nhé, nó kiểu nhìn dữ vãi nồi luôn ấy. Nguyên quả này mình lại không bất ngờ lắm, tại vì có một cái khuôn rồi, cái mặt ban đầu nó cái mặt ban đầu của chị này đã nghe có vẻ nét hơi dữ dữ rồi, nó hơi thô ấy, nét dữ nét thô ấy, phải trang điểm cho nó kiểu như là nó dịu lại tí. Chị này đang trang điểm dữ quá, chị này trang điểm dữ phải nồi luôn ấy.
nhìn sợ luôn ấy. Ông bày ấn tượng với cái dữ của chị á, tại cái nồi dữ quá phải mày, mọi người dữ không, mọi người nhìn thấy dữ không, ở nhà nhìn thấy dữ không, dữ phải nồi, cái nét này là nét dữ mà anh em, dữ phải. Quay TikTok thì mua cái điện thoại hợp lý một xíu để quay chứ tại sao? Quay cái điện thoại nó chậm quá. Nó không hợp lý nhạc, nghe nó bị bức rứt vãi, nghe nó kiểu như nó khó chịu vãi. Nhưng mà từ từ để bây giờ nhận xét về cách thay đổi của chị này coi. Nó vẫn cũng có giống giống á. Nhưng mà sao chị lại che một bên mặt kia ta? Chị trang điểm hết mặt mà chị cho em người xem có một mặt vậy, có nửa mặt vậy. Buồn vậy. À bà. Ủa chị này có hai cái mục ruồi sát nhau bên đây luôn nè. Mục ruồi thẳng hàng luôn á, mọi người. Gọi là mục ruồi thẳng hàng luôn á. Đọc phải. Còn hồi chị cái chị lúc nãy mọi người nhớ không? Hai mục ruồi trên đây, hai mục ruồi hai bên má mép. Đỉnh vãi, sẽ có nhiều người mọc ruồi lạ quá ha, mọc ruồi lạ kỳ vãi, nhiều chỗ nó gọi là đắc địa á. Này chị này có một hai mọc ruồi thẳng hàng luôn à. Wow, không nhìn hơi khác nha, khác khác mờ, khác mờ. Này nhắm nít cũng có hơi chút dễ thương nè, có chút dễ thương này, ngầu vãi không. Ủa mà mình thích để hai cái mục ruồi nhìn còn 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 hai mục ruồi mà. Mà xấu quá vậy, này là make up xấu nè, lan lồ à. Con này giống nữ tập gym quá anh em. Mé cái bụng kìa, mé muốn lên múi mẹ tới nơi rồi mọi người ơi, muốn lên mơ múi mẹ rồi. Múi, người ta bốn múi kìa. Tôi dỗ lên tiếng luôn á anh em ơi, sao tôi cũng có múi mà sao tôi dỗ lên tiếng luôn nè. Sao tôi dỗ lên tiếng luôn mọi người, buồn quá nhỉ. À, người ta là bốn múi mà tôi là cũng có 4 5 múi, 6 múi luôn, con trai có 6 múi luôn mà dụng cục hết rồi. Buồn. Tướng tập này là tập gym nè. Cái dây nét này cũng mình thấy cái nét này nó cũng là gọi là không không phải là biến hóa cho mấy nhưng mà cũng được đi, gọi là tạm được đi, cũng là khác cái khuôn mặt ảnh trước là kiểu như là vừa mới tắm xong, chưa make up, chưa rồi gội đầu ấy, kiểu chưa 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 làm tóc, tóc còn bù xù ấy, sau là make up lên một xíu. Sau là make up lên một xíu để gọi là đúng với cái chất lượng của em ấy đi. Xấu. Thôi chúng ta phải nói châm trước cho mọi người chứ không 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 thể nào mà nói một từ xấu hẳn được, xấu hẳn, nói xấu hẳn quá thì lại không hay ạ. À, mọi người sẽ vô phê bình chúng ta. Mà mình thấy là kiểu nó không có thay đổi gì mấy nha mọi người nhé, mình thấy là không thay đổi gì mấy, kiểu như là chỉ trước trước lạ sau quen ở kia, trước trước khi tắm và sau khi tắm thôi, sau khi mà kiểu tút lại một xíu á, kiểu như gọi là make up nhẹ ấy. Make up nhẹ thôi anh em à, make up nhẹ, bà này là make up nhẹ này. Đã nói là đã tiến hóa là gì, làm sao lại làm quả trước lại trang điểm là quả sau lại cũng như với nhau ấy. Ấy nó như nhau rồi. Đây này, mình phán mọi người tới lúc làm bây mọi người để ý nha. Hai con mắt màu đỏ đúng không, cái áo khoác vậy thôi đúng không, bây giờ nè đổi nè, quả này nè mọi người có nghĩ là nghĩ nghĩ giống mình không nha,
Quả này không cần mắc cúp lại luôn à, chỉ cần dán hai tóc ra làm sao, chải chải tóc ra, dán tóc ra làm sao một tí. Áo khoác thì cứ hồi nãy là mặc ở ngoài là áo màu đỏ, bây giờ mặc thêm một cái áo trong động lên, bỏ cái áo khoác ngoài đỏ đi, đổi thành áo khoác này, xong đổi màu của cái phần mềm mà TikTok ấy. TikTok có nhiều nhiều màu mè mà đúng không mọi người, đổi màu cái là từ mắt đỏ thành mắt nâu liền nè. Hồi nãy là mắt đỏ nè, xong đổi cái màu của cái máy quay TikTok nó qua nó mắt nâu liền, đổi màu tương phản ấy, anh em. Thì cái chị này tính ra cũng đâu có đổi gì đâu. À trẻ thêm cái đúng rồi, trẻ thêm cái này thôi, trẻ thêm cái lông mày, lông mày trẻ cắt cắt trẻ ngang qua cun cun girl. Ấy, quả này sao nhìn nhắc sexy sexy lady quá. Hiếu khác lạ vãi. Ủa đéo có chi tiết gì giống luôn á mọi người. Nó đúng là make up thần thánh vãi nồi thiệt sự chứ. Nó khả năng make up của mấy chị này là gọi là dạng thượng thừa luôn á anh em ơi. Má mà không bây giờ bị lên Facebook hay lên mấy cái phần mềm mà kết bạn qua nói chuyện qua mạng, không thể nào mà bị mất niềm niềm tin đó mọi người à. Mình là bị mất niềm tin đó, mất niềm tin vào cuộc sống đó anh em, phải cờ nồi ạ. Nè quả này tôi đảm bảo với mọi người nha, quả này khác bả nồi luôn nè, nếu mà gọi là quả biến đổi mà biến đổi phải nói là khác lạ luôn nè. Quả ngoài tôi phải đảm bảo là biến đổi lạ kỳ luôn nè, biến đổi còn hơn quả anh trước nữa. Vô hay là cái tỷ lệ mặt của chị này nó hơi bị lạ nha, giống như kiểu phần bên này nó bị méo xuống á mọi người, phần bên này chứ nó bị méo, nó bị méo xuống. Vào búp thử lại đi am bạc, vào búp thử lại đi được hả em, từ từ để coi hết clip này em à, để coi hết clip này đi ta, nó hư cấu phải liền. Ủa nhìn mặt chị này giống kiểu mấy đứa nhỏ nhỏ, mặt chị này giống như kiểu mấy đứa à, mà mặt chị này giống như kiểu mấy đứa mà còn tuổi teen đấy, còn tuổi nhỏ đấy, cỡ chừng 6, 7, 8 gì chở đổ lại anh em nhớ, biết kiểu kiểu cỡ mấy đứa vậy đấy, đổ lại đấy. Đúng má hư cấu vậy liền à, hư cấu những gì quá trời hiệu khác bãi nồi luôn mọi người ơi, khác thiệt sự, khác phải nồi luôn ấy. Thề chị này hồi không thay đổi quá, không bất ngờ quá, kỳ cái nét của chị này là nó trang điểm lên sẽ là nhìn dễ thương hơn ấy, dễ thương hơn, nét của chị đó là dễ thương chứ không phải là ngầu. Bad girl nha, ui rồi ôi bad girl luôn, ui rồi ôi biến hóa phát ra bad girl luôn ạ. À. Ui rồi ôi xăm kín người luôn kìa, ui rồi ôi nhìn chất quá nhở, này nhìn hơi tay tay ngầu vãi nồi, ngầu vãi luôn ấy.
Lại hư cấu nữa rồi. Nhưng mà nhìn ra được cái khuôn trước của bạn mà cũng hơi cứu quá. Cứu phải. Wow. Ôi trời, rất cảm ơn mọi người đã xem buổi video reaction của mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo. Ok, bye bye bây giờ.